Chào các bạn quay trở lại với kênh Ẩm thực Hương Quê. Thì hôm nay trời cũng mưa lâm râm, thì hôm nay mình có làm cái món cá lóc nướng chui để dùng bữa, thì mời các bạn giờ dùng với anh em mình luôn. Ấy lộn, nướng với biển chứ quên lộn nướng chui. Thì các bạn chờ trong giây lát anh em mình món chừng nào mà món chín thì anh em mình mời bạn dùng món cho anh em mình nha. Mình vô cam này các bạn thấy không? Đỏ hết biết luôn. Rồi 15 phút nữa mình sẽ mời các bạn dùng món với mình nha. Rồi các bạn, món này mình tắt chín nè. Giờ thì ra nha. Chuẩn bị ra lò các bạn ơi. Cá là vô bánh mì. Đó. Đó. Cái này là cái nào có cái bàn đó là chín. Đó. 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 Đấy. Đấy. Dài quá. Rồi, lên nó. Rồi, các bạn dùng cá lóc nướng nha các bạn. Cá lóc nướng dứt điện. Cái giá này nè. Đây là cái muỗng. Để mình tập thử con các bạn. Rồi còn. Còn rồi. Còn. Đúng là nướng cái bức điện có khác. Trắng. Trời ơi. Chín tới rồi. Chín tới chưa rồi. Nướng cái bức điện trắng đã ghê. Kéo ra rồi mời các bạn ăn. Rồi mời bạn. Có lá đinh lăng nữa nha. Rồi mở miệng ra đi lúc đó. Rồi mời các bạn làm đi luôn. Rồi, rồi. Vô cặt bài ha. Rồi nó ớt rồi. À, cặt nữa. Để coi còn ớt không rồi đã. Rồi. Tuyệt vời. Đây, lá đình bàn nha. Quá à. Tốt lắm
Thôi bị nhức mỏi thì ăn lái đình đăng khoảng mấy thì chắc à, coi cô làm nấu nước có hành chi. Đây là mình rồi là cho bạn xem cái này. Ồ, sáng chưa? Hấp dẫn quá. Dạ, lắm. À, làm đi nước cho nó hạ nhiệt đi. Thì anh em mình tái như thế không? Giờ cái mùa dịch này thì nói chung cũng không làm gì được. Ở nhà làm việc nhà với lại rảnh thì quay clip cho bạn xem. Thì mình cũng không khuyến khích các bạn xem clip mà mình không khuyến khích uống rượu như anh em mình nha. À, thì làm món dùng được rồi thì ai uống rượu thì uống, chứ nói chung mình đứng chính lại là mình không khuyến khích các bạn uống rượu. Ai uống rượu được thì uống nước cho bạn. Nhắc một cái cọng đường lăng cho mình gói lại nha, chấm vô mắm chua đó mời bạn. Có gì đâu mấy đâu già mà mỗi ra mới chết rượu ngon mà thấy còn đường lăng rồi rượu chết à. Nó có vị thuốc rồi. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Cái này cá đồng quá hả? Cho bạn. Đúng rồi. Dính rồi đó. Để tay vào. Nó cũng ngon quá. Nó bảo bằng vào đây. Dạ, cái nhiễm quá ít. Cái thầy. Và tôi. Cay lắm. Đồ uống hoa bò húc nha bạn. Chín lên đôi. Quá ngọt. Đúng lên lăng là giòn giòn. Quá ngon mà. Cái gì là rau tống này, xài rau dường. Chín nào? Chín chứ. Đúng vậy là chín tới. Nướng là nửa tiếng rồi. Chín ngon. Chín vô tới cam luôn. Ngon. Ngon quá cả. Tại kêu chín tới thủy. Trời ơi. Chuyện quá mà đã. Trời phải tới nè. Giờ mấy ông ở miền núi thì còn chén muối ớt, giờ thấy ớt không cũng thấy chén. Ủa không thấy muối. Vô mấy bạn. Bà đang mưa là lạnh quá. Dính rồi đó. Dính muối à, dính muối dính gì? Dạ, dính. Dạ, dính quá nó dài quá.
còn trứng. Tại nướng bếp nó giòn rồi. Nó bị trứng không phải là da gì. Còn nướng nó kìa cái mình chảo vậy. Nó kìa chảo là cũng là cái da nó bị dai. Cái dãy luôn. Tính nó chui rồi mà ông trời không cho nó chui mà. Được. Vừa hoài. Được không? Đã. Đâu? Hello. Cầm nó giòn. Rồi. Được rồi. Cứ quên. Dạ. Dạo này dịch căng thẳng quá bạn, nên bảo vệ sức khỏe hạn chế ra khỏi nhà bạn. Hạn chế thì ra khỏi nhà. Nhớ ra khỏi nhà thì đeo khẩu trang nha bạn bạn. Còn ai không tiền mua khẩu trang liên hệ anh Tết rồi. Máy liên hệ tôi về cho vài cái gì kìa. Dạ. Dạ. Mưa cũng đủ ớt à. Dạ. Mưa lỡ đây vậy. Hả? Trời đốt đèn sớm hả? Không, bạn đi gì đó là nó khá trẻ. Nó có ai vô nhà rồi. Chúng anh em làm cái mưa buồn làm nhậu chơi chứ không phải bài hay gì làm biết nữa các bạn. Này mình làm vui thì các bạn xem thôi chứ không biết chết các bạn hôm nay xem clip mình uống rượu nha. Nói chính lại là nói. Mai làm món đậu lá. Hơi đắng thôi chứ ngon. Mãi tính nướng thôi vậy bạn. Còn trời không cho nướng thành ra chọt dữ mà. Bạn anh em nào mà không có khẩu trang liên hệ anh bếp anh kiểm cho. Có luôn. Đi ship luôn. Miễn phí rồi đi ship luôn. Ngon ngon rồi.
Cái nào ăn được lá này ăn thuốc được. Nói người cái gà ở nhà nó nổi. Là giống kinh hương đó đó, có nhỉ. Đầu nhỉ ra rồi. Cái lá mình ngon. Cái gà hậu nó hơi đáng đáng thấy nha. Cái bẻ luôn lá xòi rồi, trời mưa quá bạn. Lá xòi ăn bánh bánh kẹo đã lắm. Ăn được không? Đã hết à. Rồi từ từ nó chưa tới chỗ đó ngon, nãy giờ chưa ăn. Muốn làm hay làm. Cái này khách sáo chứ. Bởi vậy mới sợ bị quách đâu dám ăn. Đó là bếp làm đâu dám ăn. Các bạn nó bóp mà con nướng con cá lóc ha. Làm chế đồ ăn á, vô trong cái hang này nó để cho cái đồ nó chín, cái đồ là không được nó không lửng. Đó là một cái bí quyết nha bạn. Nó không chín, còn báo. Đó nãy giờ mình cũng mới biết, mới chỉ mới biết luôn. Một là chế vô ăn, còn thứ hai đó mình chế sôi. Dầu lửa. Dầu lửa. Rồi. Thì dầu. Thứ hai đó mình chế sôi. Dầu lửa. Rồi. Dạo. Nào cái ruột mình chín luôn à. Ừ, một cá. Ừ, cá. Ai. Còn còn máu luôn các bạn. Ừ. Rồi nó mà nó bị. Tưởng đâu ngoài dầu ăn còn chế được dầu nữa, dầu lửa. Hay dầu nước xanh. Nào nó chín hết rồi các bạn. Đó. À, có gì không thanh biết rồi. Thôi, cũng lấy ăn đi. Từ từ nha. Cái đầu ngon lắm các bạn. Đột nó sạch lắm. Không ăn gì dơ vậy nha. Ngoài ăn cá không? Cá bự ăn cá nhỏ. Cá bự nuốt cá lớn cái game á. Cá bự nuốt cá nhỏ. Ừ. Mình mốt cây khóm mình nó thành tái rồi, trẻ mình ăn thử. Cái bông á. Đó đó. Nó tái rồi, giờ nó có cơm con rồi đó. Có nhánh con ở dưới rồi đó. Cái bông đó là nó khi nào nó rụng xuống rồi mình bẻ mình ăn thử giống cây khóm không? Nó chua. Giờ nó có cái con ở dưới vậy? Em nghĩ là nó cũng chua chua giống cái khóm thôi, nó không khác. Tại vì nó khóm. Ờ các bạn. Tôm. Ngon. Béo quá mà. Chứ nè, chịu nổi không? Trong nhận cá đồng béo kìa. Đây mình cá nó không được bự rồi. Cái này là bự lắm nè. Hết bự rồi phải không? Đấy. Kẻ hai cái đó thì lật lại. Lúc cái này thì lật lại. Trời ơi. Anh biết cái chỗ đó kêu là cái gì anh? Dí giá. Hay á. Người ta nói mấy chỗ bơi lội đó ăn là nó ngon lắm. Chết luôn. Mấy hả? Quá tốt. Quá tốt rồi. Nhà hàng ở chỗ ai chứ là không có đâu. Nhà hàng 10 sao rồi. Không biết lý do tại sao mất rồi. Tại nó hiếm con cá con chút xíu rồi. Không phải. Người ta đánh đổi trên mạng ta. Bắt cá mập rồi. Cá mập rồi. Nó mắc là do người ta đánh đổi trên mạng rồi. Gì con? Nó bình thường đâu. Đấy. À.
ở đâu. Ngon. Đấy ngon không? Đấy tới chạy luôn mà. Trời ơi. Trong này trong nói dân gian nè. Trong nói như hồi xưa tới giờ á. Rồi. Cứ thế vậy đó. Trời mưa, ngày nước lên nó ngồi có liễu quật thằng sao. Trời ơi. Bây giờ có con coi chưa hết nữa bạn. Không cái đàn luôn. Không cái đàn này. Có đàn này, có đủ đàn này. Cái đầu có một tỷ gì đâu rồi, có hai mang này, đã hai mang này. Hai cái má. Anh mua xong cái bàn lượng, coi chừng nó lượng ba bụng không á. Có người nói vậy á. Bụng không à. Ăn hai cái má, ớp má còn tập thôi chứ. Cái này là kinh nghiệm bạn. Anh cũng, anh mình cũng mới chỉ. Có người nói ăn cái chỗ này à. Cái đó là cái mang nó thở giống như kêu dặn được xe vậy. Mình chỉ hướng dẫn cách làm món ăn thôi chứ không có hướng dẫn uống rượu nữa các bạn. Rồi đến chính rồi đó. Thì trả lẽ dân dân biết nhậu mà ngồi làm món ăn không thì quá các bạn. Ăn không lạc lạc. Quá ngon. Tới ngon. Dằn nó yếu là cái tổng non cái này nằm dằn nữa nè. Ủa, tổng nó non nè. À. Bộ găm mà cứng mà không dài. Bộ găm này nãy em hái. Ủa sao em hái dài dữ hả? Dạ đó ủa. Thì á. Mình hái mình hỏi. Dạ cả. Già thấy là có non. Đó, có non đó. Không có già. Vô rồi. Mình cũng trẻ, có già. Lấy máy bay vậy. Máy bay đó không cần bằng. Không, em gấp nó hơi lạc à. Lâu lâu anh em nói là mình tự kỹ. Vô các bạn. Chúng mời tới các bạn. Nãy giờ không mời. Quên. Nè, à không ra đi, mình đút cho. Cái lộn, mở miệng ra đi mình đút cho. Xa quá, đừng có ngại, mở miệng ra đi mình đút cho. Nè. Trời ơi. Thôi không dùng mình dùng mà. Đàm mình. Thôi giờ mời đại gia mời các bạn đó. Để các bạn ấy làm tiếp cái mẫu rượu hoài á. Thôi các bạn, thì clip anh em mình cũng đã dài lắm rồi. Thì mình xin phép được kết thúc clip tại đây. Thì anh em mình vừa giới thiệu bạn cái món mà cá lóc đậm nướng bếp điện. Thì các bạn xem clip thấy hay hãy để lại cho Hương Quê một like và đồng thời một đăng ký để ủng hộ tinh thần Hương Quê. Chương trình đó là không phải là nướng bếp điện bạn. Nướng rơm mà lại vì do trời mưa. Mình nướng không được. Thank you.
nay Phương Quê chào bạn. Bye bye.